Kính thưa tất cả quý vị, đây là những mẹ Việt Nam anh hùng và những người nuôi dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng được nhận sổ tiết kiệm của Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ thành phố Hải Phòng. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, và trân trọng kính mời ông Phạm Ngọc Mậu, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ thành phố Hải Phòng, sẽ lên tặng sổ tiết kiệm cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người nuôi dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng. Xin trân trọng kính mời. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Minh Phương. Trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng. Và trân trọng kính mời ông Phạm Ngọc Mậu sẽ lên tặng sổ tiết kiệm cho các mẹ Việt Nam anh hùng và những người nuôi dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng. Xin được trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Minh Phương và ông Phạm Ngọc Mậu. Và xin được trân trọng cảm ơn những mẹ Việt Nam anh hùng và những người nuôi dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng. Xin được trân trọng cảm ơn.